Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay, thứ sáu ngày 24 tháng 3 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống giảm nhẹ, tuy nhiên thì vẫn đứng ở mức cao là 1.992,8 đô la Mỹ trên một ao. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại thấp nhất là 1.989,65 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.994,78 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 102,567 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng giảm nhẹ. Hiện tại đang giao dịch quanh mức 28.200 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm với tỷ lệ giảm mạnh là 1%, đứng ở mức 3,397% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở mức 69,749 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng vọt, cá mập mua hàng trăm ngàn lượng vàng. Vàng tiếp tục tỏa sáng và có khả năng thiết lập mức giá cao kỷ lục trong thời gian không xa nữa. Cụ thể, trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, có thời điểm giá vàng thế giới đã tăng vọt lên 2.002 đô la Mỹ trên một ao, tương đương vùng giá khoảng 57,3 triệu đồng trên lượng. Đây là lần thứ hai trong tháng 3 giá vàng vượt qua mức 2.000 đô la Mỹ trên ao. Theo sự phân tích cho rằng có hai nhân tố chính đẩy giá vàng tăng vọt. Đầu tiên sẽ là cục dự trữ liên bang Mỹ Fed chỉ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đồng thời đã chuyển giọng điệu từ diều hâu sang bồ câu. Theo đó, tăng lãi suất liên tục để dập tắt lạm phát sẽ không còn là thông điệp chính, mà mục tiêu thực thi các chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, ở góc độ khác thì bà Janet Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ đã gây hoang mang cho thị trường với thông điệp chưa thể bao phủ mức bảo hiểm để đảm bảo toàn bộ tiền gửi. Điều này có nghĩa rằng mức bảo hiểm tiền gửi vẫn là 250.000 đô la Mỹ như trước đây. Theo ông Edward Moya, chuyên gia phân tích ONA đánh giá, dù chính quyền Mỹ đã nhanh chóng ngăn chặn được cuộc khủng hoảng ngân hàng, nhưng thị trường hoàn toàn chưa yên tâm với chính sách đối chọi giữa Fed và Bộ Tài chính Mỹ, do đó mà vàng đã tiếp tục tỏa sáng và có khả năng thiết lập mức giá cao kỷ lục trong thời gian không xa nữa. Một trong các yếu tố thúc đẩy giá vàng tăng mạnh là lực cầu mua của các quỹ ETF vàng. Theo dữ liệu của Bloomberg, các quỹ này vừa mua 300.000 ao vàng, có nghĩa là hơn 360.000 lượng vàng. Trong một phiên giao dịch, mức giao dịch lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 6 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm đầu giờ chiều ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước điều chỉnh tăng giảm đan xen trong biên độ hẹp, còn với vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn duy trì trong xuống tăng nhẹ. Đặc biệt là với giá nhẫn tròn trơn của bảo Tín Minh Châu thì có xuống tăng mạnh hơn. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại đang niêm yết giá mặt hàng vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,27 triệu đồng trên một lượng. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào ở mức 66,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,25 triệu đồng trên lượng, hiện tại thì không có điều chỉnh về giá, nhưng sau thời điểm mở cửa phiên này thì giá vàng tại đây đã giảm 100.000 đồng trên một lượng. Với giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, hiện tại đang được mua vào mức 66,55 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,25 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện tại tăng nhẹ 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, đang được mua vào ở mức 55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56 triệu đồng trên một lượng. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra của nhận bộ số 9 hiện tại đang là 1 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng ngày hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.600 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 15 đồng trên 1 đô la Mỹ so với ngày hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại hiện tại tăng nhẹ 10 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mua vào phổ biến trong khoảng 23.310 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.680 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do thì tiếp tục suy giảm, giảm 20 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, giảm 40 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra, hiện tại đã được mua vào mức 23.480 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra mức 23.530 đồng trên 1 đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên đầu giờ chiều hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.655.000, bán ra 6.725.000, không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.655.000, bán ra 6.727.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.655.000, bán ra 6.725.000, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.660.000, bán ra 6.720.000. Doji Hà Nội mua vào 6.655.000, bán ra 6.725.000, giảm 5.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.665.000, bán ra 6.735.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.668.000, bán ra 6.733.000, tăng 1.000 ở chiều mua, chiều bán ra không thay đổi. Mi Hồng SJC mua vào 6.660.000, bán ra 6.720.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.655.000, bán ra 6.705.000, giảm nhẹ 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.590.000, bán ra 6.750.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.655.000, bán ra 6.725.000, giảm 5.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.655.000, bán ra 6.727.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì không có điều chỉnh về giá, chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 cho đến 760.000 đồng trên một lượng và thời điểm này đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.655.000, bán ra 6.727.000. SJC Huế mua vào 6.652.000, bán ra 6.683.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.610.000, bán ra 6.727.000. SJC Miền Tây Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.655.000, bán ra 6.725.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.657.000, bán ra 6.730.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.655.000, bán ra 6.727.000. SJC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.653.000, bán ra 6.727.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại tăng trong khoảng 42 cho đến 100.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 4.200 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.500.000, bán ra 5.600.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.500.000, bán ra 5.610.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.485.000, bán ra 5.560.000. Vàng 24K mua vào 5.375.000, bán ra 5.505.000, cùng tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra với 4 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 3.985.4 nghìn, bán ra 4.185.4 nghìn, tăng 7.500 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.056.8 nghìn, bán ra 3.256.8 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.133.8 nghìn, bán ra 2.333.8 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.